Ừ, đi. Mình hái trái nào? The red one ha. Rồi hái đi. Con hái đi. Có cái rổ, có dinosaur nữa. Ừ. Ok rồi, lấy đi, hái đi, hái cho mẹ. Trong đó nhiều lắm, đỏ 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 đỏ. Nè, ra dưới này nè, dưới nè. Trong nữa. Ừ. Let me see, let me see. Hold it up. Yeah, put it in your basket. Slowly, từ từ thôi. Bless you. Ôi chào, bless you. Nhẹ nhẹ thôi con. Ôi chào. Bỏ dinosaur in the basket luôn đi. Rồi, trong này nữa, bên này nữa, nhiều quá. Kia thấy không? You see the red one? No. Nhiều đỏ đỏ không? See red? Đỏ đỏ là gì? Đỏ đỏ là tomato. Thấy. Đây coi. Wow, bỏ vô rổ. Put in your basket slowly, gently. Nhẹ nhẹ thôi. Rồi hái tiếp. Nhiều lắm. Giỏi quá vậy. Don't drop. Đừng có làm rớt nha. Rồi, wow. Hold it up. Cười coi. Yeah. Bỏ vô rổ đi. À hả. Rồi, get more. Nhiều quá. Giỏi quá vậy. Đó nữa, there's a lot there. Nhiều lắm con, hái hết đi. Whichever one, the red one. À, hái cái màu đỏ. Trời ơi, rụng một trái màu xanh của mẹ rồi. Hả, sao vậy? Ok, bỏ vô đây, bỏ vô đi. Gently. Ừ. This one. It's okay, kệ nó con. This one's harvest too. Ừ, kệ nó, để đó. Yeah. À, hái tiếp đi, hái trái màu đỏ đó. Ở dưới đây, ở dưới đó. Ừ. Giỏi quá. Giỏi quá. Nhiều quá vậy. Ok. Đây nè, nhiều quá nè. Cái này chưa đỏ. Wait, wait, wait. This one tomorrow. Ngày mai mình hái cái này. Bên kia kìa. Go on the other side. Thấy không? Thấy đây không? Yeah. Xa quá hả con tới? Con không tới hả? Không. Ờ, xong mình đưa cho em. The baby one. The baby one. Ok. Ây da. Ây da. Alright. Ôi, 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 rớt rồi. Rồi bỏ vô rổ đi. Gently. Nhiều quá vậy. Wow, Kaden look up. Ok. Còn nhiều nữa không? Ở dưới này nhiều lắm nè con. Ở dưới này cả đống luôn nè. Nó nằm sát xuống đất luôn. Mommy, found the yellow flower. Found yellow flower nè con. Trời ơi. Cái trái nó nằm trút ở dưới. Đâu cái rổ đâu con? Là ăn được nè. Tại vì cái giống này là giống khác. Rồi. Đây. Con hái được gì rồi cho mẹ con? Hi. Con hái được mấy? I picked these twins, but they're little tomato twins. Vậy hả? Đây coi. They're three. Ồ vậy á. Oh. Right there. Nhiều quá vậy không? But this one is much bigger than those ones. Vậy á. Because it's harvest and shiny. Trời ơi, hư cà chua của tôi hết. Thôi bỏ vô cái rổ đi. Okay, I'll show you the green one. The green one đâu? The green one's harvest with this. I'll take it off. Trời ơi, sao tháo ra chi vậy? Để cho nó đẹp. Vô mẹ rửa cà chua cho Kaden ăn nha. Hả? Kaden ăn cà chua không? Cà chua là gì? Cà chua mean tomato. Rồi ngồi dưới đất I luôn like hả? The green one to eat. À, chưa rửa mà đó. Green one can't eat. Yeah, you want to eat the red one or the yellow one? Muốn ăn cái nào? The green one. The green one can't eat. Why? Okay, here's your dinosaur. Let's go inside now. Yeah. Xin bye bye mọi người đi. Bye bye. Đi đâu á?
xích cái giỏ. Xích cái giỏ đi vô nhà, mỗi ngày ra hái cà chua giờ xong rồi xách cái giỏ vô nhà. Đi hái đậu bắp. Ở bên đó nhiều lắm á, bên đó đó. Thấy không? Hồi sáng thấy nhiều lắm á. Tại vì đang nước. Hả? Rồi. Ok đây qua nè, đây qua. Chờ đó. Thấy hồi sáng bên này nhiều lắm hả? Một chụp hình đâu để coi đã nè, đó rồi cắt. Đâu để cho thấy cái trái này. Đây nè, rồi cắt. Cắt luôn. Đây. Wow. Nhiều lắm. Hồi sáng thấy cả đống ở dưới luôn là kìa bên này nè. Rồi dơ lên coi. Đó. Ba trái rồi nha. Tìm đi bên kia nhiều lắm á, bên dưới đó nhiều lắm á. Tại vì đang nước. Đây. Đó, ừ. Đó. Bụp. Rồi. Xả nhảy con nhiều lắm rồi đó. Cắt bớt mấy cái nhe lá này đi, cái thấy ở dưới nhiều lắm á. À, không, nhiều không, lắm. Đừng có cắt lá. Hả? Cắt lá nó không có sản xuất được rồi. Phải có mát nó. Quá trời đây nè, đóng rồi. 1, 2, 3, 4 gì đó, cắt đi. Đó, cái lá nào sâu vàng cắt đi cho rồi. Đây nè. Ừ, bự lắm, hái đi. Đó, bên kia nữa kìa, bên kia cái thân đó, đó, dài quá trời dài. Giơ lên cho coi nè. Đó, giơ lên cho coi nè. Đó, cái này. Đó. Bên kia cái thân á, cái thân cây bên kia, xích qua chút nữa, đằng đó thấy á. Đây, ờ, đâu có, thấy rồi. Đằng sau á, đằng sau cái lưng đó. Đằng sau lưng gì? Đó, cao lên, đó. Hình tí tẹo hả? Vậy hả? Đủ lắm mà. Cắt luôn hả? Ờ. Bụp. Đâu coi. Ờ, vậy là được rồi. Đây nè. Trong này nhiều lắm á. Nó xanh xanh mà mình không thấy á. Năm sau trồng cải tím đi. Ờ, à, mua hộp tím đi. Năm sau trồng mấy cải tím. Ừ, tím là thấy dễ. Ừ. Trời ơi, liệu nhẹ nhẹ chứ. Không có thôi vô. Chừng này nấu nồi canh chua đủ rồi. Một tô canh chua cũng đủ rồi nè. Nè, con trái đang chọn ngay chỗ này luôn nè. Nhỏ quá. Nhỏ, đây okay. Nè, đây nè. À, nó bao bóng trái nha. Con này nhú nhú nè, nhú nhú ra nè. Ừ, nhiều lắm. Cái này phải cắt mỗi ngày. Ừ, mỗi ngày ra cắt. Rồi. Đi vô. Trái ớt sắp cũng sắp hái được rồi. Đây nè, cà chua đây nè. Khoan đã đây nè. Một đống kia không? Như là hái một đống trái vàng á. Rồi sao? Cắt chùm luôn hả? It's up to you. Ba muốn cắt thì ba cắt. Rồi, một chùm luôn hả? Giơ lên coi. Wow, toàn ten coi nè. Hold it up. Một. Rồi, bỏ tay vậy đi. Rồi. Một, hai, ba. Rồi. Wow. Nè. Ủa sao ba chè cắt luôn cái baby vậy ba? Nó dính vô luôn mà ai biết hỏi giờ cho cái gì luôn. Nó còn nguyên cái đống đó nữa kìa. Đây hả? Ừ. Ba có đeo bao tay quơ cái này cái nhện không nè. Đó. Rồi, dưới đó cả đống nó nằm ở dưới này nè, thấy không? Bên kia nữa nhiều lắm. Nó được một rổ rồi đó. Nè, bên này nè, ba muốn qua bên này không? Trúng ổ của nó nè. Right here, bên này nè.
Rồi, tắt nước rồi đó. Trái hường hường này gắt luôn hả? No, trái hường hường để lại. Bên này đi, qua bên này đi. Hai mấy trái đỏ thôi nha. Trong đó nhiều lắm thấy không? Hai mấy trái dưới đất á. Chừng nào cho nó đẹp quá. Oh God. Nào. Wow. Mấy trái dưới đất á, sát sát dưới đất luôn á. Nhục đó luôn đi, để cho nó có hột, cái mút nó ra cái khác. Cái nào đỏ hay hái ra, rồi qua bên kia hái mấy trái màu vàng. Bên này nè, mấy trái vàng chín rồi nè, mấy trái giọt nước á. Kelly nó khỏi ăn mấy trái giọt nước á. Ừ, mấy trái giọt nước giờ ngọt hơn. Ừ. Rồi cho nấu cà chua nha. Có bạc hà cây, bên kia nữa. Bốn cây. Quá trời nữa. Hai cây cà chua bi hay cây cà chua giọt nước á. Thôi ba đủ rồi. Bên này đi, hái mấy cái trái giọt nước đi. Rồi đừng hái trái màu cam nữa. Rồi hái giọt nước bên này đi, nhiều lắm nè ba ơi. Nè vàng 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 là chín rồi đó. Cái trái này nó không có đỏ. Nè, có một bụi cà chua nè, kinh khủng không? Bốn cây. Nè. À, đẹp không? Tại trời tối rồi. Bên kia nữa, hướng bên kia đầy luôn. Có giỏ đi hái đẹp quá ha. Còn đám rừng ở trong này nữa nè, mà mình không biết là nó có trái hay không, in between, in giữa mấy cái này. Vô cái đó liền à, là tại vì nó chín quá rồi đó. Rồi thôi vô. Sẵn rồi qua đây quay trái bầu luôn, mà bữa nay bự lắm. Cái bầu bữa nay bự lắm rồi nè. Tuốt ở trong đó rồi, cài ra tới ngoài này luôn đó. Hãy vô ăn luôn không? Không hái luôn không? Hay để? Ôi trời ơi. Cây nó sụp xuống hả? Ừ. Nặng quá, sụp luôn hả? Ờ. Giờ sao đẩy vô lại? Bây giờ cắt trái đó luôn đi. Rồi, dế kêu rồi, vô đi ngủ nè, vô ăn nè. Mùa đó bông quá trời nè. Bông nhiều lắm, hồi sáng làm cho nó rồi. Bông nhiều lắm. Cái chua, bỏ nó cà chua được không? Được chứ. Được hả? Thải lên nha. No. Thải lên nha. Nè 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 nè, thải nè. Trời ơi, dập. Sao trời dập ơi. Rồi, đây là cầm vậy nè. Đó, rồi qua bên kia quay cái bạc hà. Bạc hà để nó canh. Rồi. Đi vô nghe. Đây là cây bạc hà. Quay luôn cái bạc hà để nấu canh chua đã. Cây bạc hà cao đó. Hai cây con đó. Bữa nào ăn canh chua ngày mai thì ra cắt một cọng, hai cọng vô ăn canh chua. Bán tomato, bán cà chua. Ngọt không? Sweet. Ngon không hả? Bên này hồi nãy mới hái rồi. Đậu góc nè. Con thử trái này nè. Trái này ngọt hơn trái màu đỏ luôn. Mỗi ngày mà thu hoạch chừng này cũng đã ha. Ừ. Đủ nấu canh chua rồi. Ừ. Chẳng lẽ mỗi ngày ăn nồi canh chua. Mỗi ngày là ăn canh tầng ô nè, mới cắt tầng ô, mới nấu tầng ô nè. Cái qua này là trứng chiên ngải cuốn nè. Đó.